Huyền Thư Tarot xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với trải bài chung có chủ đề Phía sau sự lạnh lùng, sự im lặng lạnh lùng của họ là gì? Đây là một trải bài được gợi hứng từ một khách hàng trải bài riêng. Bạn ấy đặt cho mình một câu hỏi là tại sao cái người đó họ lạnh lùng, họ tàn nhẫn với bạn ấy như thế, mà tại sao bạn ấy vẫn cứ không thể quên được? Bạn cứ tìm mọi cách để bao biện rằng vì lý do này, vì lý do kia, và cứ mãi luẩn quẩn trong cái vòng của một mối quan hệ không lối thoát ấy. Mình thấy đây là một chủ đề rất là thực tế và rất nhiều người đang vấp phải, đang gặp phải cái tình huống này mà các bạn không có điều kiện để trả bài riêng. Cho nên là mình sẽ làm trả bài này với mục đích là chúng ta sẽ tìm ra lý do thật sự là gì, là cái nghiệp của hai người chưa xong hay tại chúng ta tạo ra nghiệp cho mình, như tạo ra karma cho mình, tạo từ cái suy nghĩ, từ cái cách cư xử của chúng ta ấy. Chúng ta tự tự bịt mắt mình hay là còn cái gì đó ở phía sau mà chúng ta không biết. Thì đó là mục đích của trả bài ngày hôm nay nhá. Đấy, vậy thì mình làm việc thì cứ thường thường là sau khi xong trả bài thì mình sẽ đổi, nếu mà mình sẽ chọn một cái nhan đề phù hợp. Và trả bài ngày hôm nay ngay từ cái nhan đề đã hiểu được cái tính chất rồi, có nghĩa là từ nhan đề chúng ta đã biết được là cái năng lượng của cái mối quan hệ là gì. Có nghĩa là họ, đây là một người mà bất kỳ ai, có thể họ là người yêu, có thể là chồng, có thể là crush, có thể là một mối quan hệ mập mờ, thậm chí một mối quan hệ bạn bè gì đó, mà họ cứ lạnh lùng, họ cứ tàn nhẫn với bạn, họ cư xử, họ làm cho bạn tổn thương mà bạn lại cứ bao biện cho họ, nghĩa là bất kỳ ai bạn nghĩ đến nhá. Và nó đã là cái năng lượng của cái mối quan hệ này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vào câu hỏi luôn. Là phía sau của sự im lặng lạnh lùng là gì? Còn mình thì mình không dùng cái từ tàn nhẫn, bởi vì là cái từ tàn nhẫn thì nó tùy từng đối tượng, không phải là ai cũng tàn nhẫn cả. Cho nên là mình chỉ dùng chung là phía sau cái sự im lặng lạnh lùng là gì, có nghĩa là cái người đấy dù họ là ai, bây giờ họ trong suốt quá trình yêu và hiện tại họ luôn im lặng, họ lạnh lùng với bạn, thì mục đích, lý do vì sao lại như thế và mục đích của họ là gì? Bốn gậy, sáu gậy. Mình cứ theo định kỳ các bạn ạ. Các bạn người nào mà nghe trả bài riêng của một trả bài chung của mình nhiều, thỉnh thoảng các bạn sẽ thấy mình thở, nó cứ theo cái chu kỳ, cứ lâu lâu mình lại lặp lại cái nhân năng lượng đó một lần, và sau đấy thì mình lại có một đợt phát triển tâm linh mới. Không, là có những người họ bảo nghe mình thở mà phát mệt. Trên mình cũng phải nói qua như thế để các bạn hiểu. Rồi, nam khấp. Mình thấy này, trước hết này, các bạn đừng có thấy cái lá bài bốn gậy xong các bạn lại ồ à lên nhá. Nhiều người là như thế, cứ thấy bốn gậy là ồ tôi phải lên rồi đó. Nó còn tùy từng liên kết của trả bài. Ở đây có một, các bạn có thể cái trung tâm của ba cái lá bài này này, thì theo bạn trung tâm là lá bài nào? Là lá bài này. Bây giờ sao nó đại diện cho cái năng lượng là các bạn nghĩ như thế, các bạn tin như thế. Mà các bạn nghĩ, các bạn tin là đây là mối quan hệ bốn gậy. Mà bốn gậy thì thường thường là có người thì gọi là twin flame, còn với mình thì mình hiểu nó là một kết nối tình yêu rất là đặc biệt. Giống như là bạn sẽ không thể gặp được một đối tượng nào cho bạn một tình yêu nó hòa hợp, nó đủ đầy, nó trọn vẹn, nó giống như là một nửa của mình đến như thế. Và cái năng lượng của sáu gậy thì có thể người đó họ đi xa, hoặc là họ đang phải tập trung cho công việc, cho sự nghiệp, hoặc vì một lý do nào đấy, và bạn vẫn tin rằng giữa hai người là bốn gậy này, và những cái vấn đề mà họ lạnh lùng, họ im lặng với bạn là do họ đang phải tập trung cho cái năng lượng này, do họ bạn bạn luôn cái tâm trí của bạn ấy luôn xui khiến bạn nghĩ là người đấy xong việc rồi, lo cho xong rồi họ sẽ quay trở về thôi. Bạn vẫn nghĩ như thế và bạn cứ rơi vào cái vòng luẩn quẩn như thế nhá. Đó là thứ nhất. Nhưng mà kỳ thực thì sao? Kỳ thực thì họ suy nghĩ rất là nhiều, nghĩa là cái sự im lặng, cái lạnh lùng của họ ạ, nó có mục đích. Năng lượng của bảy xu là họ suy nghĩ, mà họ suy nghĩ cực kỳ nhiều đó. Họ suy nghĩ cực kỳ nhiều, họ suy nghĩ, vì sao họ suy nghĩ nhiều? Họ suy nghĩ về cái kết nối giữa họ và bạn, hoặc là mình thấy có sự can thiệp của đối tượng thứ ba, ví dụ như bố mẹ, họ hàng, bạn bè, hoặc chính là cái suy nghĩ của họ. Hoặc là ở đây ngoài họ ra còn có cả cái năng lượng là bạn nghĩ là họ với bạn là bốn gậy đó, nhưng mà bạn chờ mãi và bạn cứ chờ, năng lượng của bảy kiếm chờ mãi, chờ mãi mà mối quan hệ nó vẫn không thay đổi. Cái ý này nhiều hơn nhá. Đấy, mối quan hệ vẫn không thay đổi, nó vẫn cứ rơi vào cái trạng thái là cảm được năng lượng của nhau,
Mà cái cảm này thì mình cũng phải kiểm tra xem là thực sự bạn cảm được năng lượng của họ hay chính là cái tâm trí của bạn xui khiến nữa. Đấy. Và bạn cứ thấy, bạn vẫn cứ cho rằng là giữa bạn và họ có một kết nối này, kết nối hai hai đâu phần là kết nối kiểu tâm linh ấy, kiểu tri kỷ ấy. Nghĩa là không nói mà vẫn cảm được nhau. Và cuối cùng nó cứ như thế, như thế, như thế. Mình dùng ba từ như thế. Mãi, 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 mãi. Nó vẫn cứ tồn tại ở giữa hai đâu phần. Xong là nếu hôm nay mà bạn nào mà nghe cái trả bài ở khu vườn xinh đẹp của Hiền Thư, cái trả bài thông điệp của hai người sao mà mình thấy ba cái lá bài đầu tiên mà mình ngồi cười ấy là một cô gái đang từ đầu ăn mặc rất là xinh đẹp, ôm bó hoa để chờ người yêu, xong chờ mãi đến mức mà nó tàn tạ, hoa tàn tạ, còn cô ấy thì thân tàn ma dại đi ấy. Thì đây nó có cái năng lượng này này, nó là chờ mãi từ cái hy vọng, từ cái tình yêu nó chuyển sang sự thất vọng, sự đau khổ, và từ đó thì bạn cắt đứt cái mối quan hệ đó. Có nghĩa là đau, đau quá mà bạn bỏ đi ấy. Sau đó thì cái người đấy họ quay lại, cái người mà luôn trong cái trạng thái mập mờ với bạn đây này đấy, để bạn chờ, thì có thể cái sự quay lại ở đây có nghĩa là họ quay lại để khi mà bạn im lặng rồi, bạn bạn rời bỏ rồi, bạn xác định là bạn buông rồi, thì họ lại quay lại, thì lúc đấy bạn không muốn mở lòng nữa. Đấy thì cái thông tin đầu tiên chúng ta thấy ở trải bài này đó là cái việc mà bạn một cái năng lượng cho thấy là bạn luôn tin vào cái mối quan hệ này là một mối quan hệ đặc biệt và nó diễn ra như thế nhá. Đấy, mặc dù mình lên câu hỏi nhưng mà cả bài nó vẫn lên cái năng lượng của mối quan hệ như thế, nó cũng tốt thôi để chúng ta nhìn sâu được đây có phải là mối quan hệ của mình hay không. Rồi bây giờ chúng ta mới vào câu hỏi chính nhá. Nghĩa là mình phải tuân theo cái năng lượng của trả bài của mình, đó là vậy. Thì phía sau cái sự im lặng, cái lạnh lùng im lặng của họ là gì, có nghĩa là tại sao họ lại đối xử với bạn như thế. Knight of Pentacles, 9 kiếm. Người này trước hết là bạn phải chấp nhận một điều, bản tính của họ nó giống như là những người họ xem bài Tây, họ gọi là lá bài bản mệnh ấy. Như là cái tính cách của họ ấy chính là Knight of Pentacles. Họ làm cái việc gì cũng thế, họ họ suy xét rất là lâu. Nghĩa là trước khi trao đi cái đồng xu hoặc là trao đi cái bông hoa để mang đến cho người mình yêu thì mình phải nghĩ ngợi xem đã. Xem là liệu cái mối quan hệ này mình có bước vào một cái ngôi nhà chỉ có 9 kiếm và 10 kiếm hay không. Người này giống như là họ, thực ra tất cả những cái mà chúng ta cư xử nó đều tạo ra từ nghiệp, nó đều từ karma, nó nằm trong tiềm thức. 90% cách cư xử của chúng ta là do tiềm thức mang lại. Cho nên người này chắc hẳn là một là tại kiếp này, hai là nhiều kiếp sống họ đã từng trải qua những cảnh của 9 kiếm và 10 kiếm rồi. Và bây giờ họ đề phòng, họ có xu hướng họ đề phòng. Mà nếu mà bạn chẳng may bạn lại vô tình giống một cái nét nào đó của cái đối tượng mà đã làm cho họ họ sợ của 9 kiếm 10 kiếm thì họ chạy mất dép luôn. Đó. Bạn bạn hiểu vấn đề không? Đấy. Cho nên là lúc sáng mình mới nói cái phân biệt của tôi phân lên và Kha mình số mét là như thế này. Kha mình số mét là họ có một hành động rõ ràng, nghĩa là bạn chả làm gì họ, hoặc là giữa hai bên như thế nào mà họ tổn thương các bạn một cách rõ ràng, rành mạch, có lý do cụ thể. Còn riêng tôi phân lên có một đặc điểm là đôi khi chỉ vì họ giống một cái đặc điểm nào đấy bạn đã trải qua, ví dụ bạn đã từng bị phản bội này, thì vô tình không may cái hoàn cảnh của hai người hoặc cái lời nói hoặc một cái gì đấy giữa hai người nó xảy ra, nó chạm đúng vào cái phần bạn đã từng bị thương, là bắt đầu bạn trỗi dậy lên, bạn chạy mất. Đó mới là cái năng lượng của tương lai em, có năng lượng soi gương, năng lượng soi chiếu để dọn rác ấy, để rác trôi lên ấy. Còn còn ví dụ như là hai mệnh số mét là họ tác động trực tiếp, họ có những hành vi, những lời nói tác động trực tiếp đấy. Vậy thì khi ở đây mình thấy có cái năng lượng là họ cứ cảm thấy có cái gì đó linh cảm ấy. Cái linh cảm mà đến từ nỗi sợ, là họ sợ là cái mối quan hệ của bạn và họ lại có thể kéo họ xuống hố sâu của 9 kiếm và 10 kiếm một lần nữa. Cho nên là với bạn cái sự khởi đầu, nghĩa là giống các bạn có tưởng tượng là khi họ quyết định mang cái đồng xu và cái bông hoa này đến ấy, bó hoa này đến là bắt đầu một sự khởi đầu mới rồi, của giờ phu rồi. Và họ cứ suy nghĩ mãi ba xu là liệu nó có được cái năng lượng của ba cấp ở đây là nó có thành công hay không, theo kiểu là cam đến một cái mối quan hệ có cái điểm, cái chốt ấy, cái chốt cuối cùng, đến cái chốt cuối cùng ấy đấy, hay là nó lại dở dang. Ba cốc nó cũng là cái năng lượng của dở dang nữa. Ba cốc nó vừa là cái năng lượng của cái sự ăn mừng chúc mừng, nhưng đồng thời nó cũng giống như là cái ba cái ngả đường, rồi nó đã đại diện cho dở dang. Mà vô tình làm sao mối quan hệ của hai người lại có tám gậy, thì cái tám gậy bình thường trong những bộ bài khác ấy nó thường có năng lượng là hai người có khoảng cách địa lý hoặc một khoảng cách nào đấy, nhưng ở đây vẽ hình của một cô gái mà
nó đại diện cho sự bề bộn, bởi vì nằm trong liên kết này này thì nó đại diện cho sự bề bộn. Cô có rất nhiều thứ phải lo, phải chăm sóc. Cái năng lượng của mười xu thì có thể cô gái này có gia đình rồi, ví dụ như là cô đã từng kết hôn, hoặc là cô có cả gia đình, bố mẹ, con cái, rất nhiều đối tượng phải chăm lo. Họ cảm thấy không phù hợp, họ cảm thấy năng lượng của Temperance là giữa hai người mà đến với nhau, họ muốn đi tìm một mối quan hệ phù hợp, có cân bằng với họ cơ. Ví dụ như họ độc thân thì cái đối tượng mà họ lấy cũng phải độc thân đấy, nó hòa hợp, nó phù hợp để mà hai người cùng giống như họ 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 yêu cầu một cái mối quan hệ làm sao để nó hòa hợp với họ ấy. Giống như ta lấy nhau rồi thì hoàn cảnh giống nhau, ta sẽ dễ sống hơn này đấy, rồi mọi thứ nó phù hợp thì nó sẽ tốt hơn. Vậy thì đến đây bạn có thể hiểu một điều, có hai điều. Một là họ có những cái họ đề phòng trong mối quan hệ này, và cái sâu sâu xa hơn là cái tình yêu của họ đối với bạn không đủ lớn. Bạn phải hiểu một điều là chúng ta đừng có bao biện bất cứ một cái điều gì cả. Chúng ta cứ bao biện rằng là chúng ta phải thông cảm cho họ cái điều này, chúng ta phải thông cảm cho họ cái điều kia. Không có cái gì ngoài cái việc tình yêu không đủ lớn. Các bạn, mình có đọc những cái câu chuyện mà một người con trai đang du học ở nước ngoài ấy, thậm chí làm việc ở đó rồi, thế một lần mẹ ốm về, cha mẹ ốm, gặp một cô gái mà bị tật nguyền hay là bị ung thư giai đoạn cuối gì đấy, xong bị gia đình nhà chồng khi phát hiện ra bệnh thì bỏ, mà cái người con trai đó sẵn sàng lấy cô gái này chỉ vì muốn cho cô ấy có một những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời thực sự được hạnh phúc. Các bạn phải hiểu một điều, đó là phải một là một trái tim vô cùng rộng lớn họ mới làm được như thế. Vậy thì mình muốn hỏi các bạn một điều. Khi mà họ có một trái tim rộng lớn ấy, các bạn biết không, lúc tối nay mình cho hai bạn nhỏ nhà mình xem cuộc đời của Chúa Giêsu và cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mình mới nghĩ là tại sao mà thế giới theo kiểu là cái mình xin lỗi, mình không nói về tôn giáo đâu nhá, nhưng mà mình nghĩ là tại khi mình hỏi hai bạn nhỏ nhà mình là các con thích 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 đến với thiên đường hơn hay là đến với thế giới của gọi là cái cõi ta bà hay là cái doanh, xin lỗi, cái gì nhỉ, cái nơi cực lạc của Phật giáo hơn, thì hai bạn nhỏ nhà mình trả lời ngay là con thích lên thiên đường. Bởi vì sao? Bởi vì Chúa Giêsu chỉ có một bài học duy nhất, đó chính là tình yêu thương thôi. Khi ta có tình yêu thương, ta sẽ có tất cả mọi thứ. Bạn hiểu không? Thì ta chỉ cần có tình yêu thương là ta sẽ có tất cả mọi thứ. Còn đối với đạo Phật giáo thì ta phải học những cái bài học rất là để mà giác ngộ ấy, con đường nó rất là dài, nhưng mà đối với trẻ con thì chỉ cần yêu thương thôi là ta có tất cả mọi thứ. Vậy từ cái điều này các bạn hiểu rằng khi ta có tình yêu thương thì cái tình yêu thương đấy nó sẽ lấp đầy những cái nỗi sợ, những cái nỗi sợ, những cái bất an đó, để nó nâng cấp cái linh hồn của chúng ta lên, nó mở rộng trái tim ra. Vậy thì một người họ đã còn để cho nỗi sợ chi phối thì có nghĩa là họ chưa có tình yêu thương nên họ mới để cho nỗi sợ chi phối. Họ không có tình yêu thương, họ không yêu bạn đủ lớn, họ mới đắn đo, họ mới cân nhắc, họ mới suy xét với bạn. Và chúng ta vẫn thường hay nói là bởi vì chúng ta phải học bài học này, bài học kia nên chúng ta mới gặp họ. Vậy đã bao giờ bạn lại hỏi một điều là tại sao họ lại gặp bạn chưa? Ừ thì cứ cho là bạn vì bạn học bài học này, bài học kia bạn mới gặp họ. Vậy tại sao họ lại phải gặp bạn? Bởi vì cái tần số của họ tại thời điểm đấy nó tương ứng với cái bài học bạn phải học, có nghĩa là bản thân họ đã không phải là người tốt rồi. Và khi bạn chưa đủ tốt thì bạn mới gặp cái người không đủ tốt đấy. Bạn hiểu không ạ? Đấy, cho nên bạn cần phải nâng cấp bạn lên. Vậy thì khi bạn nâng cấp bạn lên mà cái người đấy họ cũng nâng cấp họ theo thì đó mới chính là tôi vân lên. Còn khi bạn nâng cấp bạn rồi và họ vẫn ở đó thôi thì họ đâu có phải là tư vấn lên của bạn đâu, đúng không? Đấy, nhớ cho mình cái điều đó. Cho nên cả mày đã cho chúng ta thấy là do họ tính toán nhá. Đấy, rồi. Bây giờ mình mới xem là sau khi bạn đi rồi, bởi vì mình thấy là các bạn đi rồi. Ở đây thì mình thấy có những người là sau khi các bạn nữ đi rồi, có những người thì theo kiểu mon men, quan tâm. Có những người thì có ý muốn ở trong lòng thôi, có những người gửi năng lượng các bạn nhé, trong 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 huyền thư tarot ấy. Năng lượng của huyền thư tarot mình thấy có đối tượng được biết sử dụng là hấp dẫn, ví dụ như là họ thiền này, khi họ thiền họ gửi năng lượng đến bạn này, hoặc là khi họ nghĩ, khi một ai đó mà họ nghĩ đến bạn rất nhiều. Bạn có nhớ là ông bà ta vẫn cứ thường hay nói nên khi mình hay hắt hơi là có ai nó nghĩ đến mình không đấy. Năng lượng là như thế. Thì có những người là theo kiểu nhắn tin gọi điện, theo kiểu là mon men lại gần trở về. Có những người họ gửi năng lượng, họ âm thầm họ gửi năng lượng, họ dùng cái luật hấp dẫn để họ lôi bạn lại, họ kéo bạn lại. Vậy thì chúng ta hãy xem là
Sau khi mà bạn rời đi rồi thì họ như thế nào? Họ có nhận ra rằng họ đã không tốt hay không? Mình thấy sau khi họ rời đi rồi, người này họ có một cái đặc điểm thế này này. Lúc mà có bạn ở bên cạnh thì họ họ được đắn đo, họ cân nhắc đủ kiểu, họ tính toán đủ kiểu. Nhưng mà khi rời bạn đi rồi thì mình cũng cảm giác như là họ giống như một căn nhà bị trống gió á. Bạn cứ tưởng tượng như là bạn là một trong những cái bức tường, hoặc là đơn giản như là một cái nhà ấy, thì bạn chính là những cái bức tường. Đến khi bạn rời đi rồi thì nó thông thông gió, thì người ta mới nhận ra sự thiếu hụt, người ta cảm giác người ta chênh chao, người ta trông chênh. Nó giống như ba xu ấy, nó giống như sáu kiếm ấy. Và bắt đầu họ mới cảm thấy cái tầm quan trọng của bạn. Và bắt đầu họ có xu hướng là nếu trước đây là họ cứ đề phòng, họ cứ đặt ranh giới, họ thiết lập ranh giới, họ đề phòng, thì bây giờ bắt đầu họ quay lại để họ quan sát bạn. Năng lượng của sáu xu thì có thể ở đây có cả những cô gái mà sau khi các bạn rời đi thì các bạn cho phép mình mở cửa ra, cho phép mình được lựa chọn những cái đối tượng tốt hơn, hoặc là bạn có nhiều mối quan hệ, ví dụ bạn bạn bè đi chơi này, bạn thả cho mình tự do theo kiểu là bạn không được gì bạn phải chung thủy với họ. Ở đây mình không không muốn nói cái chuyện là các bạn thả tự do theo kiểu là các bạn buông thả đâu, mà giống như bạn nghĩ rằng bây giờ tôi và anh chả còn cái tôi và anh không còn là người yêu nữa, cho nên tôi cho phép mình được tìm hiểu những đối tượng khác. Đấy là như thế đấy, thậm chí là trong những người mà theo đuổi bạn thì bạn cũng ngấm ngầm lựa chọn ra một người đối tượng phù hợp đó, và bạn suy xét xem là bạn nên đến với ai để bạn có được sự an toàn. Và nghĩa là trong cái khoảng thời gian mà bạn đang lựa chọn, một có những người thì lựa chọn mối quan hệ, lựa chọn người trong mối quan hệ của mình, có những người thì bạn tập trung vào cuộc sống, có những người thì bạn thu xếp cuộc sống như thế nào đấy, thì họ có xu hướng là họ quan sát, họ đứng nhìn. Và có xu hướng sáu cốc là họ luôn cảm thấy giống như họ, cái năng lượng của sáu cốc là họ tiếc, họ nhớ, và họ âm thầm cái năng lượng của bốn xu. Không hiểu vì sao mình thấy có cái năng lượng là người này biết thiền các bạn nha, có những người biết thiền, biết sử dụng luật hấp dẫn, bên ngoài thì họ vẫn tỏ ra năng lượng của Emperor, họ vẫn lạnh lùng như không, như không có chuyện gì xảy ra, giống như là anh không hề thay đổi, dù có em hay không có em thì vẫn thế. Nhưng thực ra bên trong mình tự nhiên mình tưởng tượng đến một người, mình thấy thôi, năng lượng của một người họ biết thiền định, và khi họ thiền họ gửi năng lượng đến bạn, họ tác động vào bạn, họ khiến cho bạn nhớ lại những cái câu, những cái năng lượng cũ ấy, nhớ lại năng lượng yêu thương của hai người, nhớ những lúc hai người gần gũi nhau, họ khiến họ lôi bạn trở lại. Và bạn thử thử nghiệm lại xem là thời gian gần đây bạn có cảm thấy cái điều đấy không, bạn cứ bị kích hoạt lại toàn bộ cái năng lượng cũ mà bạn đã quên đi rồi, nó bị khởi lên không đó. Mình thấy rõ ràng có người sử dụng luật hấp dẫn hoặc gửi năng lượng đến bạn. Mình sẽ tìm hiểu thêm luôn, mình sẽ đặt câu hỏi luôn là họ gửi đến bạn điều gì. Mình thấy rõ ràng rồi nhưng mình không đặt câu hỏi là có phải không. Mình thấy rõ ràng có người họ thiền định hoặc là họ sử dụng luật hấp dẫn để họ gửi năng lượng đến bạn, thì mình sẽ xem là họ muốn gửi cái điều gì đến bạn nhé. Họ muốn gửi cái điều gì đến bạn. Người này là một người mà lúc nào cũng cũng là một emperor, nghĩa là họ luôn lạnh lùng, họ luôn thiết lập một ranh giới, họ luôn giữ một cái vai giống như anh mãi mãi là một núi Thái Sơn, dù em có như thế nào thì anh vẫn vững vàng như núi, kiểu như thế. Nhưng thực sự bên trong họ băn khoăn rất nhiều. Năng lượng quả đèo sao rõ ràng ở đây có cái năng lượng là một là họ hay 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 vào Facebook của bạn, hoặc là họ vào mạng xã hội, hoặc là như thế nào đấy trò chuyện hỏi thăm gì đó đến bạn. Ở đây rất rõ ràng có năng lượng của trao gửi tâm linh nhá. Có nghĩa là có những người biết thiền, biết trao gửi năng lượng tâm linh, luật hấp dẫn đến bạn, bởi vì có Eye of Sword, The Moon, Eye of Pentacle, giống như là họ thậm chí có người á, năng lượng của The Tower. Nếu như bây giờ mối quan hệ của hai người đang là The Tower thì họ đang muốn dùng cái một xu này, họ dần dần họ lấp đầy. Các bạn cứ tưởng tượng như là nếu cái đồng xu này lăn vào cái giờ thờ này cứ mỗi ngày một ít thì có thể nó sẽ tắt, nó dập tắt được cái ngọn lửa này, các bạn hiểu không ạ? Các bạn liên tưởng như thế đi, thì người này là như thế, họ đang tìm cách họ chữa lành. Bên ngoài thì họ vẫn im lặng nhưng bên trong là họ tìm cách họ chữa lành, họ tìm cách họ vá, họ lấp, họ bù cho những cái lỗ hổng của mối quan hệ, để họ họ tin, bởi vì họ tin một điều là sau khi mà cái đống lửa này được 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 dập tắt đi ấy,
cái gọi là cái năng lượng xấu giữa hai người nó được thay đổi đi, được chuyển hóa đi, thì rồi một cái chặng đường khác sẽ mở ra, và năng lượng của bốn xu thì cái mối quan hệ của hai người sẽ không còn bị bế tắc như thế này nữa, mà nó sẽ được mở ra. Năng lượng của giờ hai predicted là những cái tốt đẹp nó đang ở phía sau, và mình thấy có việc là họ họ có năng lượng của sự nguyện nguyện với thế giới tâm linh, ví dụ họ nguyện với một vị thầy hướng dẫn tâm linh của họ hoặc một lực lượng tâm linh nào đó để cho hai người được trở về với nhau. Như là bên ngoài họ vẫn tỏ ra là lạnh lùng như không có gì, trước như thế sau như thế, nhưng kỳ thực là họ như thế, nghĩa là người này có một cái tôi rất cao, rõ ràng họ cần bạn, họ muốn bạn, nhưng họ không thể hiện, mà họ muốn dùng một cái lực lượng tâm linh để bạn phải tự động họ quay, bạn là quay lại với họ chứ không phải là họ ra mặt. Theo bạn người như thế thì bạn có thích không? Nghĩa là họ họ không không có sự thành tâm. Lúc chiều mình có đăng một cái trạng thái là đại ý là như thế này, đó là đây là lời nói của một cuốn sách, nó trích trong một cuốn sách, đó là em không cần một người đàn ông phải nuôi được em, nhưng họ phải có cái ý chí là họ nuôi em, họ phải đủ lực để họ nuôi em. Em không cần một người đàn ông phải phải cưới em, nhưng họ phải có thành ý cưới em. Thì có một bạn 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 ấy bạn lại comment ở dưới là khùng à. Thế là mình thấy tất cả những cái trạng thái của mình mà bị cái năng lượng tiêu cực lên là mình gỡ đi, mình không nói gì cả nhưng mình gỡ đi. Nhưng mà các bạn thì hiểu cái điều đó không? Nghĩa là các bạn phải hiểu một điều là em không cần anh phải nuôi em, nhưng anh phải đủ năng lực nuôi em. Có nghĩa là sao? Họ phải là người đàn ông có tài, có trí, đúng không? Anh không cần phải cưới em, nhưng anh phải có thành ý cưới em. Có nghĩa là nếu như mà vì một lý do nào đấy anh không cưới em được thì anh cũng không bắt, nghĩa là anh không nhất thiết phải cưới em, nhưng anh phải có thành ý cưới em. Có nghĩa là tình yêu chân thật, nghĩa là hiểu sâu là như thế. Nhưng rõ ràng người này họ không có tình yêu chân thành, họ không muốn thể hiện thành ý, nghĩa là họ vẫn đóng một cái vai ở bên ngoài, họ hoàn toàn lạnh lùng và họ muốn điều khiển bạn để bạn phải tự quay lại với họ. Năng lượng này mình nói thật là các bạn mà sống với người này ấy thì các bạn sẽ cực kỳ khó chịu. Các bạn nghĩa là họ luôn luôn đứng ở thế trên để họ điều khiển bạn như con rối ấy. Nghĩa là họ muốn yêu bạn thì họ sẽ yêu bạn, còn họ không muốn yêu bạn thì bắt đầu họ lạnh lùng, họ 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 luôn thiết lập một cái ranh giới ấy, hoặc là họ thao túng bạn, họ điều khiển bạn, và khi nào họ cần thì họ lại sử dụng một cái lực lượng tâm linh nào đấy để họ thao túng bạn. Tốt nhất là tránh xa cái người này ra, bởi vì như vậy là họ có năng lượng của thao túng, mà bất kỳ một mối quan hệ nào có năng lượng thao túng thì nó đều có năng lượng độc hại ở đó. Mình nói chung là mình không không có cảm tình với cái năng lượng như thế này. Bây giờ mình xem, mình đặt một câu hỏi tiếp là cái mục đích của họ là gì? Bây giờ cái điều mà họ mong muốn nhất trong mối quan hệ của hai người là gì? Đương nhiên chúng ta phải thông cảm một phần là ở đây mình thấy có những người là họ nhiều kiếp sống ấy, họ đã từng làm có những người làm vương tướng rồi các bạn nhé. Họ thói quen là họ được cung phụng, họ được ra lệnh, họ quen rồi. Và nhưng mà bạn phải nhớ là tất cả những cái điều đấy nó là vai diễn, nó thuộc về karma. Những cái chúng ta đã ở trái đất này ở vai diễn nào ta phải nhập cái vai diễn đó, quên những quá khứ của mình đi. Cho nên họ đối xử với bạn như thế, họ cứ mang cái năng lượng của một quân vương, họ đối xử với bạn nghĩa là giống kiểu vua, họ cho thị tẩm, được thị tẩm thì được, còn không thì xong một cái thì có khi cả đời cái cung nữ đấy không được phép nhìn mặt họ một lần nữa. Xem cho nên ngày xưa đời sống của người phụ nữ 3.000 cung nữ khổ chưa từng thấy, và họ mang cái năng lượng đấy họ đối xử với bạn. Nói thẳng với các bạn là lấy phải những người như thế, cô đơn suốt một đời, khổ suốt một đời. Cho nên nếu như bạn có thể tránh xa được thì hãy tránh xa cái người này ra. Mình nói thật đấy, năng lượng như thế là năng lượng độc hại, điều khiển thao túng, không có sự chân thành, không có sự xây dựng. Sống như thế, các bạn sẽ hoàn toàn bị cô đơn. Họ muốn yêu các bạn kiểu gì họ yêu, bạn giống quả bóng dưới chân họ. Nếu mà họ còn trọng bạn thì họ sẽ ôm ấp yêu thương các bạn. Nhưng khi họ không cần họ, họ sẽ tìm mọi cách họ đa họ đáy bạn, họ đá bạn ra khỏi cửa luôn. Bởi vì họ luôn sử dụng năng lượng của sự thao túng. Người này rất là, nói chung, năng lượng độc hại. Cái điều họ mong muốn nhất là gì? Người này luôn có một năng lượng đây, các bạn nhìn thấy chín ngậy đây. Thực ra mà nói, cái lý do mà họ luôn luôn quan sát với các bạn ấy, họ luôn đặt thế quan sát ngay từ đầu mà chúng ta đã nói ấy, là có cái năng lượng của cái việc là họ tính toán. Nhưng mà khi bạn đi rồi thì bắt đầu giống như là một cái người này, bạn thử kiểm tra xem khi bạn đi rồi, ví dụ họ có những mối quan hệ khác nhưng cuối cùng họ mới nhận ra rằng không ai có thể thay thế được bạn, hoặc là những cái đối tượng đấy họ đều nhận ra là đều không thể bằng bạn.
Và nhất là lúc đấy bạn quay đi rồi thì người này có tư tưởng sở hữu rất là lớn, họ sợ mất. Và bạn quay đi rồi họ sợ mất là bắt đầu họ tìm mọi cách để làm sao để họ làm thế nào đấy. Cái năng lượng của bảy kiếp ở đây ấy, là mình thấy họ họ sợ mất ấy, và họ tìm mọi cách, một cách lén lút nào đấy để họ có lại được bạn. Thế là không đường hoàng, muốn có được cái tình yêu này nhưng lại không muốn thể hiện bằng sức lực, mà sử dụng một cái biện pháp mờ ám nào đấy. Năng lượng của bảy kiếm đó, cái năng lượng ở khi nào sót ở đây có thể là bạn, có thể là chính họ. Người này có năng lượng khá cao, các bạn thử kiểm tra xem họ có biết thiền định hay không, họ 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 có biết sử dụng năng lượng tâm linh hay không. Nếu mà có thì là đúng là họ luôn đấy, họ đang sử dụng một cái năng lượng mờ ám nào đấy. Thì cái mờ ám ở đây chỉ đơn giản là họ không muốn cho bạn biết thôi. Giống như mình phân tích là bên ngoài thì họ tỏ ra họ lạnh lùng, nhưng phía sau thì họ tìm đủ mọi cách, có khi là đêm về nguyện cầu là xin Chúa cho cô ấy quay lại với con chẳng hạn. Nhưng mà bên ngoài họ vẫn cứ lạnh lùng với bạn như không có chuyện gì xảy ra, và họ muốn để tự bạn phải quay về. Bạn phải tỏ ra cần họ đây. Phần nào khắp và bây giờ khắp đây họ vẫn cầm cái cốc đấy, nhưng họ luôn thủ thế. Bạn nhìn thấy hai người hai bên vẫn thủ thế với nhau, có nghĩa là bạn họ muốn bạn phải trở thành một khuyên nào khắp, bạn mang trên cốc bạn dâng cho họ cơ. Còn khi mà bạn đang cầm cái năng lượng của bây giờ khắp là bạn đang tung tăng thế này thì họ cũng không. Người này là người có cái năng lượng của cái việc là luôn điều khiển thao túng. Đây bạn nhìn thấy đây, Madison, hình ảnh của một cái người mà họ đang đang sử dụng năng lực của họ để họ điều khiển, và họ làm, họ đang muốn làm sống lại cái mối quan hệ này nhưng họ không muốn ra mặt, mà họ muốn là, thậm chí mình còn thấy cái năng lượng của người này này, họ đang còn mắc một cái việc gì đấy họ chưa xong, họ chưa thở và thể về với các bạn được, và họ muốn làm thế nào đấy để họ giữ bạn lại, để đến khi nào mà họ xong cái việc đấy họ trở về được, họ muốn lấy bạn thì bạn vẫn ở đó. Có nghĩa là họ luôn có một năng lượng là bạn là cái bình hoa đấy, em cứ ở yên ở đấy cho tôi, đừng có đi đâu hết, cứ ở yên đấy chung thủy với tôi, yêu thương tôi, chờ đợi tôi, còn tôi lấy em hay không là quyền của tôi. Bạn phải hiểu cái điều đó, nghĩa là lấy em hay không là quyền của họ, bạn cứ ở đó bạn chờ đi. Nhưng mà nếu sau này họ không muốn lấy bạn thì bạn phải chịu thôi, bởi vì họ chả có một lời hứa hẹn nào cả. Theo bạn thì có nên đến với người này không? Hãy tránh xa họ ra cho đến khi nào họ phải nhận thức được rằng, các bạn ạ, chúng ta là những người có giá trị bản thân. Mình không biết tâm linh ở đâu, nhiều người khi mà mình đăng cái bài gì các bạn cứ bảo là như thế là không đúng với năng lượng tâm linh, nghĩa là đang còn sân si rồi thế này thế kia, nghĩa là các bạn cứ mang cái đạo hay là cái giáo gì đấy. Mình không theo bất kỳ một đạo nào cả, mình không theo một cái giáo này nào gì cả, mình chỉ hiểu một cái bài học quan trọng nhất cuộc đời của chúng ta mà chúng ta phải học miệt mài, đó là bài học tình yêu bản thân. Tất cả các đạo nào thì đạo tôi hiểu như thế nào thì hiểu, nhưng các bạn hiểu sâu xa ngay từ đạo Phật cũng như thế, đúng không? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ép xác này suốt bao nhiêu ngày vẫn không thể giác ngộ được, thì cuối cùng ông ăn trở lại và ông thiền định. Cái mà để Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giác ngộ được chính là thiền định, để cuối cùng ông nhận ra được lý do vì sao con người lại khổ, rồi ông tìm ra cái phương pháp thoát khổ. Nhưng tất cả, các bạn nghe thầy Minh Niệm nói đấy, tất cả nó đều hướng tới cuối cùng ta phải yêu bản thân ta trước, ta phải làm cho ta hạnh phúc trước. Vậy thì bây giờ ta không hiểu được giá trị của bản thân mình, ta để cho một người thao túng ta, đá ta như quả bóng, vậy thì đã đúng chưa? Không đúng. Cho nên là đừng có ai cứ nói với mình phải thế này phải thế kia, mình không nghe đâu. Chỉ có một thứ duy nhất thôi quay về yêu thương bản thân, làm cho mình thật đủ đầy trên ba mặt. Một là các bạn phải khỏe đã, thứ hai hãy cho mình một tâm hồn thật tuyệt vời đi các bạn. Hãy biến mình trở thành một bông hoa để cho tất cả mọi người đều muốn ngắm nhìn bạn, kể cả họ. Và hãy cho mình thật trí tuệ, phải sống phải trí tuệ thì mới cư xử một cách trí tuệ được, mới yêu thương một cách trí tuệ được, mới đối xử một cách trí tuệ được. Chỉ như thế thôi. Còn tất cả những cái bảo rằng là như thế là không đúng với tâm linh, rồi tâm linh là không phải thế này, tâm linh là không phải thế kia, mình không quan tâm. Ai ai cảm thấy hợp với năng lượng của mình và cảm thấy những cái lời của mình nói chạm bên trái tim của bạn, và đó là con đường để bạn cảm thấy hạnh phúc, thì các bạn nghe theo mình, còn không tranh luận ở đây. Và những cái bài mình viết ở trên cái trang cộng đồng mình muốn truyền tải năng lượng, mình cũng không tranh luận luôn. Tất cả mình chỉ hướng tới một điều, chúng ta phải hạnh phúc đã, và chúng ta muốn hạnh phúc thì chúng ta phải hạnh phúc trước đã, và chúng ta phải làm cho những người mà họ không xứng đáng với hạnh phúc của chúng ta, họ phải tìm cách để họ xứng đáng với hạnh phúc của chúng ta. Còn tuyệt đối chúng ta sẽ không hạ mình xuống, không không vặn nhỏ cái năng lượng của mình xuống, xin lỗi chứ mình không gọi là hạ mình, không vặn nhỏ cái năng lượng của mình xuống, không tự hạ thấp cái tần số của mình xuống để vừa với một ai hết. Ai cảm thấy cần thì tự họ phải vặn cái tần số của họ lên.
Họ phải nâng cấp tâm hồn của họ lên, họ phải mở rộng trái tim của họ ra, họ phải học cách yêu thương một người như thế nào. Lúc đấy hãy để cho họ bước vào cuộc sống của chúng ta, còn không thì chấm dứt Twin Flame hay là Karmic Soulmate hay Karmic Relationship cũng như thế cả mà thôi. Mình không quan tâm đến Twin Flame. Hôm trước mình tuyên bố một câu là tôi đã hoàn thành bài học Twin Flame rồi. Mục đích của mình là tâm trí của mình phải xác định là mình không có dính mắc với ai cả, mình là tự do. Đúng không? Mình kiến tạo được cuộc đời của mình tự do, và tự do chính là hạnh phúc. Các bạn nhớ cái điều đó nhé. Và mình nói trước mình không dạy ai cái gì cả, mình chỉ nói quan điểm của mình thôi. Và nếu như bạn đồng ý với quan điểm của mình, hãy cho mình một like, một comment, và nhất là hãy chia sẻ tất cả những cái gì đang diễn ra bên trong bạn. Chia sẻ thôi, còn đừng góp ý cách làm việc của mình. Mình có phong cách làm việc của mình và hãy tôn trọng cách làm việc của mình. Bạn cứ chia sẻ tất cả những cái gì các bạn nghĩ và mình đọc. Thực ra mình rất là bận, cho nên là thường thường mình sẽ đọc và mình sẽ xem là mình nên trả cái trả bài gì để phù hợp với tất cả chúng ta nhé. Cảm ơn các bạn đã đồng hành suốt thời gian qua. Nếu bạn thấy kênh của mình có giá trị với bạn, hãy giúp mình bằng cách đăng ký kênh, tặng mình một nút like và comment. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.